Rồi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nhá. Mình là Vũ Lít. Thì như các bạn có thể biết là hôm trước mình đã mua hai con tôm hùm đông lạnh về và mình đã hỏi mọi người rất là nhiều là chúng ta sẽ làm cái món gì ở trong ngày hôm nay. Thì có rất là nhiều bạn comment là nướng bơ tỏi, nhiều bạn comment là xào bơ tỏi, nhiều bạn comment là nướng mọi. Rất nhiều comment và mình cuối cùng mình sẽ quyết định là mình sẽ làm một món một con trước nhá. Một con là mình sẽ dùng để xào bơ tỏi để xem nó thế nào nha. Thì còn một con còn lại thì các bạn cứ comment bên dưới, nếu các bạn muốn mình làm món gì thì các bạn cứ comment bên dưới nha. Thì ở đây á, đây cái con này là cái con nó đông nó ngộp ấy, người ta bỏ vào đá luôn đấy, thì người ta kêu là lấy ra và giã đông. Thì sau khi mình giã đông thì nó rơi một cái dâu này các bạn. Lúc đó mình cho con hai con mèo nó nghịch, nó cắn đứt một cái dâu rồi. Bây giờ thì đây là cái hình dạng của nó này đó, sau khi giã đông ra thì nó như thế này, nhìn cũng khá là bự đấy các bạn. Con này là con bự hơn, còn con nhỏ thì mình để làm món sau các bạn ơi. Thì đây là mấy cái chân này, sau khi giã đông rồi thì nó rơi ra mấy cái chân, cái càng này ra. Thì đầu tiên đấy là mình sẽ chặt cái con này ra thành mấy khúc, sau đó là mình sẽ ướp với lại tẩm với bột, mình chiên trước các bạn. Mình tẩm bột mình chiên, rồi sau đó là mình sẽ tẩm bột chiên trước, rồi sau đó là mình sẽ xào với lại bơ tỏi, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng thưởng thức để xem thế nào nha. Thì lần trước mình đã ăn tôm hùm một lần rồi, dành cho bạn nào chưa biết thì mình có một cái vlog phượt cùng với gia đình ấy, thì mình đã từng ăn tôm hùm rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ ăn lại để xem thế nào. Lần trước là mình ăn theo phong cách của người ta nấu, còn hôm nay thì chính tay mình sẽ nấu để xem nó có ngon hay không nhá. Ok. Ok, thì đầu tiên là chúng ta sẽ chặt cái con này ra nha. Mình sẽ cắt nó thành nhiều phần. Đây. Cái đầu nó mình sẽ chặt như thế này. Mình sẽ lấy hết mấy cái chân cái càng nó ra, mình sẽ chiên riêng. Còn bây giờ làm chung thì nó sẽ rất là rối, rất là lằng nhằng, dây dợ. Thôi thế này được rồi. Ok, bây giờ mình sẽ nhúng cái tôm, cái từng cái phần tôm hùm nhỏ này nhá. Mình nhúng vào cái bột này. Đó. Sau đó mình sẽ chiên. 1 miếng, 2 miếng, 3 miếng, 4 miếng, 5 miếng và 6 miếng. Ok, bây giờ mình sẽ lật tôm lại nhá. 1 miếng, 2 miếng, 3 miếng, 4 miếng, 5 miếng và 6 miếng. Ok, bây giờ tôm đã chín rồi mọi người. Mình sẽ bắc tôm ra đĩa rồi sau đó là chuẩn bị cho cái công việc xào bơ tỏi sau nhá. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị chiên bơ tỏi này. Rồi bây giờ đầu tiên là mình sẽ bỏ một nửa cái hũ bơ này vào. Đó. Xoay đều nhá mọi người. Sau khi mà tan hết bơ thì chúng ta sẽ bỏ tỏi vào. Thấu lắm anh em ơi. Bây giờ mình sẽ bỏ tôm hùm vào nhá. Bỏ tôm hùm vào để cho nó ngấm hết cái tỏi này là ok ăn được. Hấp dẫn, thơm quá, thơm quá. Thơm mùi bơ quá. Rồi có vẻ được rồi, bây giờ mình sẽ bắt ra dĩa và bỏ lên và thưởng thức luôn mọi người. Rồi mọi người, và đây chính là thành quả của món tôm hùm xào bơ tỏi. Thơm lắm mọi người ạ, bởi vì vừa nãy là mình có rắc thêm một ít tiêu lên nữa cho nên nó có thơm, rất thơm mùi tiêu. Với cả là hôm nay là chúng ta sẽ ăn với muối tiêu chanh nha mọi người. Đây, mình có một chén muối tiêu chanh ở đây. Mọi người thấy là mình có chén muối tiêu chanh ở đây. Mình sẽ vắt chanh lên. Hồi nãy là mình không có xào mấy cái chân nữa các bạn ơi, bởi vì mình thấy nó hơi bị cồng cành nhé, cho nên mình không xào. Mùi thơm lắm. Chế nước dãi rồi, cách trưởng. Giới thiệu các bạn, đây là đĩa tôm hùm. Đó, anh em thấy chưa? Rõ nét chưa? Rõ nét chưa? Đó. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử để xem nó thế nào nhá. Mình nghĩ là mình sẽ ăn bằng tay thay vì việc ăn bằng đũa, thì mình có đũa ở đây nhưng mà mình sẽ ăn bằng tay, bởi vì thường ấy, mấy món hải sản, mấy món gà đấy ăn bốc thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều.
Để mình kiếm một phần nào ngon ngon để mình ăn nào. Mình ăn về cái gì nó dai dai các bạn. Wow. Mình ăn cái gì nó dai lắm, không biết là cái gì á. Ngon. Mình mới chỉ ăn mấy cái phần phần bột chiên xù các bạn ạ, chứ mình chưa ăn tôm. Đây. Đây là một miếng tôm. Mình sẽ chấm. Oh shit. Tôm ngọt lắm. Dai, dai ngọt như mình ăn phần đầu của nó sao các bạn. Dai, ngọt tôm ra thì rất là mềm nhá. À, thì rất là dai nhá. Nhưng mà rất là ngọt. Ăn nó rất là ngon các bạn. Ngon lạ. Mình ăn một lần rồi mình thấy nó rất là thịt tôm này mình biết rồi, ăn rất là dai và ăn rất là ngon. Nó khác với tôm khác ở chỗ là thịt nó dai hơn. Tôm bình thường á thì đã dai rồi, nhưng mà tôm này thì nó còn dai hơn nữa. Ngon phết đấy. Đây là mình đang ăn phần đầu các bạn ạ. Đây nè, mình không biết cái phần này là cái phần gì này. Hình như là dạ dày tôm. Đây, chúng ta mình ăn phải một cái miếng này này các bạn. Mình không biết nó là cái gì của tôm á. Đây. Mọi người cũng nhìn thấy nhưng mà nó ăn nó rất là dai. Như ngay trên cung á. Ôi nào rái tôm đi trời. Và dai buồn á. Ngay mãi rồi. Bây giờ mình sẽ lấy thử cái miếng thân thôi các bạn. Ui to lắm. Chân cua hoàng đế tuổi nồi với lại cái thân của con tôm hùm này. Con này là cái con to hơn đấy, cho nên là thịt của nó chắc là rất là nhiều. Nét ra mình lên đủ để luôn cái đuôi các bạn, ăn nó mới phê. Ui, con này cũng phải 6-7 lạng các bạn. Con kia thì bé hơn, con kia bé hơn con này nhiều. Con này to hơn. Mình muốn làm nó to hơn, ăn trước cho các bạn xem. Ui. Oh shit. Thôi. Thôi đất mẹ ơi. Các bạn có thấy cái gì không? Đây là tôm hùm, thịt tôm hùm. À, nó chín rồi nhá. Ui vãi, nước ngọt thế. Ngon. Ngon dai. Mình thấy cái này nó còn ngon hơn cả cua hoàng đế đấy các bạn. Vãi rồi. Mình sẽ tưới một ít Tabasco lên. Để ăn xem nó có phù hợp không? Tưới nhiều quá rồi. Không hợp lắm. Nhưng mà vẫn ngon. Thịt tôm hùm này rất là ngon. Rất là dai. Mà cay quá, cái này cay quá bạn, cay với chua quá. Hồi trước mình ăn cay hay lắm, bây giờ tự nhiên mình không ăn cay nữa. Các bạn nhìn một cái miếng thân của con tôm hùm này. Hấp dẫn quá. Ngon. Ngon cực kỳ luôn. Ngon quá. Sao mấy lần mình ăn món gì mình cũng thấy ngon đấy các bạn. Hay là do tự tay mình làm nhỉ? Hay là tại vì cái trình độ nấu ăn của mình nó bá đạo quá rồi, cho nên mình ăn cái gì cũng ngon thế anh em ạ. Mình muốn chấm với một ít cái sốt bơ tỏi ở dưới đây nữa. Ở trong cái đĩa nó có cả cái nước sốt đấy các bạn. Đây mình chấm cả đĩa luôn. Cho các bạn xem này, đấy, nó có cả nước sốt ở đĩa này, mình chấm nước sốt ở đĩa nhá. Trời đất tung hoa, vạn vật sinh sôi, ngon vãi trời ơi. Nó không cay các bạn ạ, không cho ớt vào á. Nên nó không cay. Nhưng mà nó rất là ngon. Cái thịt nó rất là dai, rất là chắc. Đúng là mặc dù nó là tôm ngộp á, nhưng mà ăn thì nó rất là dai. Đây là một phần đầu rồi. Mình nghe nói là phần đầu có cứt tôm các bạn. Nhưng mà mình không biết là cái phần nào là phần cứt hết. Thì mình sẽ ăn hết. Con tôm này không có gạch rồi.
Thật sự quá. Con tôm này nó hơn cái con tôm hùm Alaska ở chỗ là nó không có càng các bạn. Cái càng con Alaska to lắm, đập ngoài cái tay luôn. Mình đã chưa ăn tôm hùm Alaska, bây giờ mình nghĩ là cái tôm hùm này chắc là ngon hơn tôm hùm Alaska bởi vì giá nó mắc hơn rất là nhiều á. Không biết tại vì sao mà cái tôm hùm này nó có giá mắc gấp đôi tôm hùm Alaska luôn. Nếu như các bạn muốn mình mua tôm hùm Alaska sống thì mình sẽ mua luôn một con một cân ăn cho các bạn xem. Bởi vì cái tôm hùm Alaska nó rất là rẻ, nó không mắc như cái tôm hùm này đâu. Tôm hùm này mà nó ngộp ấy, nó ngộp nó chết ngộp rồi đấy, mà giá nó vẫn còn mắc hơn cả tôm Alaska luôn, các bạn hiểu không? Ngon quá, không cỡ lại được. Quê hay là do tự mình làm mình thấy ngon thật đấy sao các bạn? Ngon lắm, ngon vô luôn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip này của mình nha. Trời mưa rồi, với cả là mình chén như đây rồi. Còn từ đây thì mình sẽ để cho phần cho bố mẹ với lại em mình ăn nữa, chứ mình không thể là ăn hết được các bạn ạ. Không phải là mình ăn thì ăn hết được thôi, nhưng mà mình nên phần cho những người khác ở trong gia đình ăn, để cho mọi người thưởng thức, để xem lần đầu ăn tôm hùm như thế nào. Nếu các bạn muốn là sau mình quay cả bố mẹ mình ăn hay là em mình ăn thì các bạn cứ comment ở bên dưới nha. Để mình sẽ ăn sau đó là mình sẽ mang xuống và cho mọi người thưởng thức cũng như là cảm nhận của từng người để xem thế nào nhá. Còn bây giờ thì bye bye.